Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, mình đăng khá là nhiều video về đi phòng trưng bày ma quái ở bên kênh mới. Tuy nhiên cái bên kênh cũ thì mình khá là tan ha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về đi phòng trưng bày ma quái nha. Cơ bản thì cách mà chúng ta đi như thế nào để tối ưu nhất tài nguyên các bạn. Đầu tiên thì cái phòng trưng bày ma quái này hôm trước thì mình đã làm một cái video nói rõ về cái phòng trưng bày này cho các bạn, đặc biệt là cái bút khám phá. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ cày làm sao cho cái bút khám phá này nó lên được cái con số là 80. Ví dụ hiện tại của mình hiện tại đang là 19 và mình sẽ cố cày làm sao lên được cái mốc đầu tiên sẽ là 20. 20 là cái mốc bình thường các bạn, mốc tiếp theo sẽ là mốc 40 và cái mốc mà chúng ta hướng tới sẽ là cái mốc 80. 80 ở đây nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hết 80 cái bù lợi vật tổ màu vàng. Chúng ta sẽ sử dụng 80 cái bù lợi vật tổ màu vàng. Thì khi đó các bạn, nếu mà chúng ta sử dụng 3 cái bù lợi vật tổ vàng khi mà các bạn đi cái phòng trưng bày ma quái này, lúc mà kết thúc á, thì tối thiểu bạn sẽ nhận được 3 cái bút màu đỏ. Nghĩa là trong cái đó là chưa tính trong quá trình đi nha. Đó là khi các bạn kết thúc thôi. Kết thúc thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được 3 cái bút đỏ. Và cộng thêm cái quá trình đi nữa thì chúng ta sẽ rất là dễ để kiếm được một món bộ sưu tập full chỉ số màu đỏ nha. Đây là cái lợi của cái bút khám phá. Chúng ta sẽ kiếm được một bộ sưu tập full chỉ số màu đỏ với cái bút màu đỏ là, với cái bút khám phá là full 80. Rồi. Ok, hiện tại mình đang sử dụng cái chức năng sum nha. Và để thực hiện được cái việc là chúng ta sẽ cấp bút khám phá là 80 thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng những cái bù lợi vật tổ màu đỏ cùi cùi để chúng ta, nói chung là chúng ta clear bớt các bạn, clear dần dần những cái bù lợi vật tổ màu vàng. Sau khi mà đã được mốc 40 hay 80 chúng ta sẽ bắt đầu xả những cái bù lợi vật tổ ngon, như là chúng ta có cái thợ xây kỳ tích cùng với cái chắc chắn được cái level khi mà kết thúc. Những cái đó thì mình sẽ xài khi mà đã đạt được cái mốc tối thiểu là 40 nha. Nói chung là hai cái bù lợi vật tổ xịn nhất của chúng ta mang tên là thợ xây kỳ tích và cái level. Thợ xây kỳ tích là cái này cùng cái tăng level là cái này các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng khi mà các bạn đạt được cái bút khám phá tầm khoảng 40. Nói chung là 40 là các bạn sử dụng hai cái bút vàng, nó ra được hai cái bù đỏ thì cũng ngon rồi các bạn. Hai cái bút đỏ thì ngon rồi, hai cái bù vàng nhận được hai cái bút đỏ là khá xịn nè. Rồi, bút khám phá đạt được mốc 40 thì chúng ta sẽ sử dụng thợ xây cùng với cái level để tìm kiếm những cái món 3 sao mà xịn sò. Và để đạt được điều đó thì trong quá trình mà chúng ta làm các bạn, thì chúng ta sẽ ưu tiên up những cái bùa vật tổ màu xanh lên tím và các bạn sẽ ưu tiên đẩy từ tím lên gì nữa các bạn. Chúng ta sẽ ưu tiên đẩy từ xanh lên tím và chúng ta sẽ tiếp tục đẩy từ tím lên vàng để chúng ta có cái tốc độ mà đẩy cái bút khám phá cao nhất. Rồi, giờ thì mình sẽ đi dạo một vòng xem những con tướng của chúng ta đang xài những cái bộ sưu tập như thế nào. Nói chung là nếu mà hiện tại những tướng của chúng ta đang thiếu bộ sưu tập thì mình sẽ ưu tiên đi kiếm ha. Bộ sưu tập của Atalia hiện tại đang khá cùi, Tiết Mộc Lan chưa có đồ ngon mang nè. Reizu là bộ sưu tập của Tăng Cơ. Hình như là bộ sưu tập Tăng Cơ cũng khá là cùi, cũng chưa có thì ok, mình sẽ kiếm một món Atha. Rồi mình sẽ kiếm một món Tăng Cơ. Glaciero của mình cũng chưa có đồ ngon. Ok, chúng ta đi dạo một vòng như vậy là chúng ta sẽ chốt được thì chúng ta cần phải đi kiếm những cái món nào. Đầu tiên sẽ là một món Atalia. Tiết Mộc Lan là mang cái này các bạn. Tiết Mộc Lan thì mình sẽ mang cho nó một món của Tidus. Rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bút màu vàng. Chúng ta sẽ clear bớt những cái bút màu vàng. Do đó thì mình sẽ sử dụng bút màu vàng ở đây. Mình đang kỳ vọng một cái món khá xịn nên mình xài thêm một cái màu tím. Và sau đó thì mình sẽ đẩy một cái màu xanh ở đây nha các bạn. Đây là món Tiết Mộc Lan. Mình muốn có một món ngon ngon để cho Tiết Mộc Lan mang xài. Chúng ta có tấn công toàn diện khá là xịn. Rồi, một cái xuyên thủng sát thương vật lý cộng một cái tăng. Xuyên thủng thì khá ngon nha, dùng cho cái con Thiết Mộc Lan thì đỉnh các bạn. Rồi ra món xuyên thủng luôn, giữa xuyên thủng sát thương vật lý và công thì các bạn có thể lựa chọn giữa hai ha. Mà xuyên thủng vật lý các bạn nó cũng ngon rồi, mình sẽ từ bỏ. Rồi nếu mà các bạn chọn cái đây thì chúng ta sẽ có cơ hội ra cái level, nhưng mà thôi cái chỉ số xuyên thủng đang ngon nên mình giữ lại các bạn. Ra một chỉ số khác cùi hơn thì mình sẽ ấy, ví dụ như chỗ này là phòng thủ toàn diện nè, mình có thể swap sang tăng level. Ôi nhất cái nách các bạn, nãy biết chọn món Atha là ngon rồi, tại vì món Atha nó cần một cái level 2 hơn, tại vì món của Athalia nó cần level 2 hơn món của Tidus các bạn. Ôi món đó mà ra được món của nãy mình chọn món của Atha là nhất cái nách rồi. Tính ra món này khá xịn các bạn. Chúng ta có level 2, chúng ta có hai món màu đỏ, xuyên thủng sát thương vật lý, công tùm lum. Rồi chúng ta có xuyên thủng, chúng ta có xuyên thủng, hai cái xuyên thủng sát thương vật lý ha. Mình có thể lắp cho con này một cái tinh thông để gia tăng thêm thời gian CC cũng được, tại vì con tướng là con tướng khá là nhiều CC. Lao vào, tính ra món này ngon các bạn. Ô, lâu lâu đi làm được món đã ghê ta. Nãy mà chọn món của Atha thì rất ngon nha. Rồi Thiết Mộc Lan đã có đồ, mình sẽ lắp cho Thiết Mộc Lan này thì khỏi chê nha em. Món này mà chọn món của Atha thì rất ngon các bạn, rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ kiếm một món cho con Givert. Hiện tại nó mang đồ hơi cùi nha, mình sẽ tìm cho Givert một món, lắp cho một món của Oden. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này các bạn, lấy cái này. Mình sẽ chọn một cái bút tím nữa nè, và y công thức của y chang. Mình sẽ tiếp tục. Tầng 3 chúng ta có màu tím nâng lên vàng, tiếc quá, có màu vàng nâng lên là lên được món màu đỏ nhức nách rồi. Hy vọng là có một cái tăng tiếp. Rồi nó có copy thôi các bạn, không có cái tăng. Lại là copy. Rồi chúng ta có một cái swap thì mình sẽ swap xem ra cái gì, ra ăn mòn. Rồi chúng ta có thể chuyển hai cái này các bạn, chuyển. Chúng ta chuyển ăn mòn lấy cho xuyên thủng sức mạnh phép thuật, một cái màu vàng ha. Rồi ra một cái tăng level đi các bạn. Lúc nãy chúng ta có một cái tăng level khá là xịn, lần này hy vọng có. Ồ không ra rồi. Lại tiếp tục các bạn. Ra level nào. Đó nhất cái nách. Không mà chỉ số hơi cùi. Ra được một món level 2. Nói chung là với cái trick mà chúng ta swap cái bút đỏ thì nó rất dễ ra cái level ha. Để dùm được hai cái này. Phóng đại sức mạnh phép thuật. Nói cho chỗ này mình lấy cái xuyên thủng sức mạnh phép thuật luôn. Món này mà thêm một vài cái món đỏ nữa thì rất là ngon. Một món level 2 nhưng mà chỉ số thì hơi cùi một xíu. Kệ, có món level 2 là xịn rồi các bạn. Rồi chúng ta có một món level 2 cho con Reverse. Vô con. Đâu cái món 2 sao vừa kiếm được đâu các bạn. Đây. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm thêm mấy món tăng cơ. Sử dụng tiếp một cái ấy. Những support biết con nào đang thiếu đồ không nhỉ? Rồi support khá là nhiều tướng thiếu đồ. Thì mình sẽ kiếm một món support. Tại vì mình có một cái bùa ở đây các bạn. Mình có một cái bùa support ở đây. Thì mình sẽ bỏ vào kiếm thêm một món support nha. Rồi mình sẽ xài một cái vàng cộng với hai cái xanh. Các bạn thì ở đây là mình sẽ clear các bạn. Clear là chính. Ở đây thì mình đang muốn đẩy nhanh tốc độ gia tăng của bút khám phá bằng cách là sử dụng bút vàng là chính. Chứ thật sự thì cũng không có kỳ vọng nhiều về một món nào đó ngon ngon các bạn. Rồi ăn mòn toàn diện chúng ta sẽ chuyển sang công nha. Hero One đâu phải là một con tướng cần công đâu ta. Nhiều con support nó không có boost dựa vào công của mình. Nhưng mà thôi kệ món này chúng ta cứ cho nó công ngon đi các bạn. Rồi chúng ta lại có nghi thức tạo mới. Lại có trick để lấy cái level. À ứ ra rồi. Chúng ta có ăn mòn. Chúng ta tiếp tục swap sang công nha. Hai cái công màu đỏ rồi đó. Thêm một cái công thứ ba nữa là rất là ngon các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hack. Lấy một cái level. Bồi ra máu rồi. Để xem còn cái công nào nữa không các bạn. Hình như là còn công á. Chúng ta có tấn công toàn diện. Rồi tấn công toàn diện cũng ngon các bạn. Mình sẽ chuyển sang tấn công toàn diện. Một món mà tăng công rất là nhiều. Tích hợp cho những cái con support mà cần chỉ số tấn công cao. Như là Bomber này, như là Ivan này. Có một vài con support thì nó cần rất là nhiều chỉ số tấn công các bạn. Món này level 1 nhưng mà ra ba cái màu đỏ này cũng khá là xịn sò. Chúng ta có công nè, chúng ta có công nè. Chúng ta có tấn công toàn diện nè. Nhức nách. Thậm chí chúng ta còn có một cái tinh thông để gia tăng thêm thời gian CC. Nhưng mà nó màu hơi tệ xíu. Chúng ta có phòng thủ toàn diện. Chúng ta có phòng thủ toàn diện và chúng ta có hối giải để giảm thời gian CC. Rồi, món này ba cái công rất là ấn tượng các bạn. Vào lòng thần bí làm một cái xem tự ra món vàng nào không nha. Ồ, ra thêm hai cái phòng thủ toàn diện nữa bạn. Đây là tín hiệu vũ trụ gửi cho mình rồi. Giờ thì mình sẽ lắp cho tướng. Con này đang xài cái nào? Chúng ta có level kỹ năng tấn công toàn diện. Ồ, Ivan đang xài này ngon quá rồi các bạn. Chuyển sang cho con khác. Để xem con support nào nữa. Nó đang boost dựa trên cái chỉ số cá nhân của nó. Món Libe này hơi cùi. Mình lấy cái món vừa rồi xịn hơn. Rồi tín hiệu vũ trụ vừa gửi cho tới mình hai cái bút khám phá màu là phòng thủ thì mình sẽ sử dụng để đẩy thêm tốc độ bút khám phá bên ạc này ha. Tổng tiêu hao 22 rồi, hai lần nữa thì chúng ta sẽ được 24. Mình sẽ xài một cái tím các bạn. Đang kỳ vọng sẽ có một cái món ngon ngon ở đây, mình sẽ xài một cái tím với là một cái tăng level. Kỳ vọng có một món level 2 để mình sử dụng bù lợi như vậy nha. Rồi, ra một cái ô ăn mòn kìa các bạn. Có thể kiếm sẵn một món cho AC cũng được. Nên cái chỉ số ăn mòn mình sẽ giữ lại. Mình đang tìm một món cho AC, do đó chỉ số ăn mòn mình sẽ giữ lại nha. Có thể dùng cho AC cũng được. Rồi lại thêm ăn mòn, xuyên tụng sát thương vật lý, tinh thông. Và chúng ta có thể swap được này các bạn. tầng 10 rồi. Không sử dụng cái tăng level thì là lại không cho cái tăng level nào. Rồi chúng ta có ăn mòn. Ở đây thì chúng ta có thể lắp tinh thông hoặc xuyên thủng sức mạnh phép thuật để xài cho cái con pháp sư luôn các bạn. Không mà nếu mà lắp vô thì chỉ bị giới hạn xài ở pháp sư thôi nha. Bên nhánh thủ thì toàn xanh lè. Các bạn món này cùi, chúng ta sẽ kiếm một món tăng cơ mới. Và lại một cái vàng cùng với hai cái xanh nha. Hãy đi chung với hai cái xanh nhiều khi nó may mắn hơn các bạn. À, cái món tăng cơ này nó sẽ ưu tiên lấy về cái chỉ số ăn mòn các bạn. Thì ra đây là cái món nó ưu tiên chỉ số ăn mòn. Rồi tăng bậc, rất tiếc không có bậc vàng là bậc đỏ ha. Mình khoái cái ăn mòn này lắm nhưng mà không có cái bậc vàng nó bậc đỏ là khá dở rồi. Rồi, chúng ta sử dụng cheat để kiếm cái level mà không ra rồi các bạn. Chúng ta sẽ lấy máu. Muốn tăng cơ là tinh thông. Lấy tinh thông thì xài được cho nhiều con, không tinh thông thì lấy tấn công toàn diện nó boost cho team. Giáp thủ. Rồi tiếp tục các bạn, hack cái level cộng 1 nào. Chúng ta xài cái cheat đó ha. Ra ăn mòn rồi. Ok, món này không ngon nha. Tính hack một cái level cộng 1 nhưng mà nó không ra. Rồi, về cơ bản đi phòng trưng bày ma quái này hiện tại các bạn thì đa số các ạc thì mình nghĩ sẽ là ưu tiên việc chúng ta sử dụng bù lợi vật tổ vàng để nâng lên cái mốc khám phá, đạt được cái mốc đó là 40. Đạt được bắt đầu đạt được cái mốc 40 thì chúng ta sẽ sử dụng được cái thợ xây kỳ tích cùng với cái quà tạm biệt để mà chúng ta kiếm được những cái món ngon các bạn, món ngon. Còn trước cái giai đoạn đó thì tốt nhất là chúng ta nên cày cái bước khám phá đã đạt được cái mốc 40 trước đã. Thì nếu hơn thì nó cũng sẽ ra một vài món ngon giống như mình. Và chúng ta có một cái cheat nho nhỏ để gia tăng cái tỷ lệ ra cái level cộng 1. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng mà refresh lại làm mới. Chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng làm mới trên những cái bút đỏ thì sẽ có tỷ lệ cao là ra cái level bạn. May mắn thì các bạn sẽ ra được cái dòng level cộng 1. Và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.